Em xin chào các bác nha, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099. Các bác gửi đến số này để em tư vấn hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác chuyển khoản đủ 100% thì bên em bao luôn phí ship tận nơi. Khi nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Nếu các bác không muốn chuyển đủ thì vui lòng cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Những nồi cơm này em đã nấu thử, hoạt động ok trước khi em quay clip nên các bác yên tâm sử dụng nha. Ở đây thì em có 4 cái nồi giá dao động từ 800.000 đến 1.400.000. Các bác có nhu cầu mua nồi nào thì liên hệ em sẽ ship cho mình nha. Đầu tiên đây là một cặp nồi của thương hiệu Panasonic. Cặp nồi này có dung tích nấu là 1 lít, sử dụng cho gia đình từ 3 đến 5 người ăn. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Lấy điện 100V từ đổi nguồn hoặc từ ổn áp sử dụng cho nồi đều ok. Bây giờ em sẽ bật nắp nồi lên. Mình cùng xem lòng nồi phía trong nha. Đây, ron còn rất là đẹp và xanh. Nồi này sử dụng công nghệ IH, tức là công nghệ cao tạp, có luôn inverter tiết kiệm điện nên các bác yên tâm nha. Nồi cơm hàng nội địa Nhật tiết kiệm tầm 30% đến 40% so với nồi cơm thị trường của mình. Thì đương nhiên rồi, nồi cơm này sẽ nấu ngon hơn so với nồi thị trường. Có rất là nhiều chức năng nấu trên nồi này. Em có dịch sẵn rồi nè. Các bác về chỉ nhìn theo cái bản dịch này là mình sử dụng thôi. Panasonic HG1D4 giá bán là 1.200.000. Công nghệ IH, tức là công nghệ cao tầng, có inverter tiết kiệm điện. Được sản xuất năm 2011, dung tích nấu là 1 lít. Chức năng trên nồi này thì em có dịch sẵn rồi, các bác cứ nhìn theo mà mình sử dụng nha. Đây là nút tắt mở nguồn, đây là nút nấu cơm. Thông thường mình chỉ cần sử dụng hai nút cơ bản này thôi. Mình dơi gạo xong, mình ghim điện thì mình nhấn nút này là nấu cơm. Sau khi mình ăn cơm xong thì mình nhấn nút này để tắt. Đơn giản vô cùng đúng không? Còn các bác muốn sử dụng thêm các chức năng trên nồi này thì các bác nhìn vào bản dịch giúp em. Đây là nút menu, mình có thể chỉnh các loại gạo và chức năng nấu trên nồi này. Ở đây thì có gạo trắng, gạo không vo, nấu tiết kiệm điện, nấu ngon, nấu ít gạo, nấu nhanh. Còn phía dưới này là nấu sushi, nấu cháo, nấu gạo lứt, nấu gạo hỗn hợp và nấu ăn. Thì em dịch theo tương ứng với mỗi chức năng nằm trên nồi cơm. Đây là chức năng hẹn giờ nấu, đây là nút chỉnh giờ, đây là nút chỉnh phút. Nếu mà các bác bận đi làm, mình chỉ cần vo gạo, mình bỏ vào nồi cơm, mình ấn định hẹn giờ. Giả sử mình muốn có 11 giờ trưa, mình về tới nhà thì có nồi cơm nóng hổi để mình ăn ngay. Thì mình cứ nhấn nút hẹn giờ, mình chỉnh về 11 giờ. Đúng 11 giờ, mình đi làm về sẽ có nồi cơm nóng hổi cho gia đình mình. Đây là nút giữ ấm. Sau khi cơm được nấu xong, nó sẽ chuyển tự động vào nút này. Nếu mà mình rút điện ra, mình chỉ muốn giữ ấm thôi, thì mình nhấn nút này thì nồi cơm nó kích hoạt. Vậy là em đã quen ngoại hình hướng dẫn các bác sử dụng nồi cơm Panasonic HG1D4. Nồi cơm phía sau là Panasonic HVE1000, giá bán vẫn là 1.200.000. Được sản xuất năm 2014, dung tích nấu là 1 lít, sử dụng cho gia đình từ 3 đến 5 người ăn. Có công nghệ IH cao tầng, inverter tiết kiệm điện 30-40% so với nồi cơm thị trường. Các chức năng nấu giống hệt như nồi ngoài trước này, nên phía sau em không có dịch nha. Khi các bác nào mua xong thì nhân viên sẽ ghi cái bản dịch lên cái nồi cơm HVE1000 này để về mình nhìn theo đó mình nấu cơm nha. Bây giờ em sẽ mở phía trong cho mình tham khảo nè. Đời sản xuất là năm 2014, ron còn rất là đẹp, xanh, mới chắc. Bây giờ em sẽ lấy lòng nồi lên cho mình tham khảo luôn nha. Đây là phía trong lòng nồi, rất đẹp đúng không? Đây là bên ngoài. Giá bán 1.200.000, em bao ship tận nơi luôn. Hàng Nhật điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Tiếp theo đây là nồi cơm của thương hiệu Zuri Yushi.
được sản xuất năm 2016, có dung tích nấu là 1 lít, sử dụng công nghệ IH cao tầng, có inverter tiết kiệm điện năng. Giá bán là 1,4 triệu, bên em bao phí ship tận nơi. Model là Suzuki VN10. Nồi cơm này được gọi là nồi cơm quốc dân vì rất là dễ sử dụng, nhiều chức năng nấu, và thương hiệu Suzuki thì quá nổi tiếng rồi, được mệnh danh là vua đầu bếp ở bên Nhật. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Đây là nút tắt mở nguồn, đây là nút nấu cơm. Siêu nhiều chức năng nấu trên nồi này, theo thứ tự em có dịch sẵn rồi nè. Nấu tiết kiệm điện nè, rồi nấu gạo trắng, nấu gạo ngâm, gạo trắng nấu nhanh, cơm cháy. À, có chức năng cơm cháy của nồi cơm nội địa Nhật là cơm cháy dẻo nha. Nên mình ăn cái nồi cơm bên hàng nội địa Nhật á, cơm cháy nó dẻo, nó thơm mà không có gây đau răng, cứng. Rất là tiện để mình ăn cơm hàng ngày. Rồi nấu xôi, nấu cháo, nấu gạo lứt nảy mầm, ngũ cốc, rồi nướng bánh, ủ bánh mì, rồi nướng bánh mì. Wow, siêu nhiều chức năng luôn. Còn phía dưới này là nút hẹn giờ, menu, gạo không vo và giữ ấm. Nói chung thì mình chỉ nhớ hai chức năng chính, tắt mở nguồn và nút nấu cơm. Còn những chức năng khác á, khi nào mình có nhu cầu thì mình hãy chỉnh. Còn bình thường mặc định thì cứ nấu cơm thôi, không cần chỉnh gì hết nha. Và cuối cùng đây là nồi cơm Toshiba 10MSD, được sản xuất năm 2012, có dung tích nấu là 1 lít, giá bán là 800.000, bên em bao phí ship tận nơi. Em có dịch sẵn luôn nè, dẫn như những nồi cơm khác, điện 100V và có nút tắt mở nguồn, có nút nấu. Thì đương nhiên nồi cơm Nhật lúc nào cũng vậy, siêu nhiều chức năng nấu luôn. Và nó sẽ có inverter tiết kiệm điện, nấu cơm, nấu nhanh, giữ ấm, rồi lên men bánh mì, nướng, luộc trứng, rồi làm đậu hũ, vân vân. Ở dưới đây là gạo lứt không vo, rất là nhiều chức năng nấu cháo. Em dịch sẵn rồi, các bác về chỉ nhìn sau đó mà mình sử dụng thôi. Bây giờ em quay phía sau, ngoại hình từng nồi cơm cho mình xem nha. Đây là phía sau của nồi 1,2 triệu. Phía sau này cũng vậy. Đây là nồi 800.000. Và ngoài trước là nồi 1,4 triệu. Hai nồi cơm 1,4 triệu và 800.000. Em chưa có mở lòng nồi cho mình xem nha. Bây giờ em sẽ bật phía trong. Ron rất là xanh và đẹp. Lòng nồi cũng còn rất là mới. Đây. Cái mẫu này nó thiết kế bóng phía trong rất là ok nha. Đây các bác nhìn ron nè. Giờ mình cùng xem lòng nồi của 800.000. Đây. Ron còn xanh và rất đẹp. Lòng nồi mới chát luôn. Quá ok đúng không? Sử dụng một cái nồi cơm Nhật thì mình sẽ thấy nó vừa tiết kiệm điện nè, vừa bền, vừa nấu cơm rất là ngon và siêu nhiều chức năng nấu luôn. Cần chi tiết hơn hay là cần tư vấn gì thì vào Zalo, nhân viên sẽ tư vấn thêm cho các bác nha. Bây giờ em xin kết thúc clip. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại 0931 008 099.